Mến chào các đồng chí và quý vị đến với chuyên đề quốc phòng toàn dân của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai trên kênh Truyền hình Thế giới tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, để nâng cao hiệu quả công tác các hoạt động, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các lực lượng trong hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ ứng phó thảm họa, sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu sập, cháy rừng và chiến đấu bảo vệ cơ quan trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, hoạt động phối hợp thực hiện giữa các lực lượng đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của Ủy ban nhân dân cung cấp và sự chỉ huy điều hành cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo sự điều hành thống nhất giữa các lực lượng hiệp đồng với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các ngành chức năng địa phương trong thực hiện nhiệm vụ theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, sử dụng lực lượng tại chỗ, huy động phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp cho công tác ứng phó với thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố đã chủ động phối hợp với các ngành xây dựng kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, hiệp đồng với các đơn vị đảm nhiệm trên địa bàn theo kế hoạch hiệp đồng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó thảm họa, sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu sập, cháy rừng khi có tình huống xảy ra. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa các đơn vị quân đội, công an trong thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra. Thông qua hội nghị, trên cơ sở các phương án, kế hoạch đã ký kết, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt công tác huấn luyện, diễn tập sát với tình huống. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh là cơ quan tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tại hội nghị, các đơn vị đã đóng góp ý kiến nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng và ký kết quy chế thực hiện các nội dung, xây dựng phương án, kế hoạch, chế độ báo cáo, thông báo tình hình, công tác huấn luyện, thao diễn, diễn tập và ứng phó với các thảm họa, sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu sập, cháy rừng. Ngày 15 tháng 4, đoàn cán bộ giảng viên, học viên lớp đào tạo dạy hạn chỉ huy tham mưu chiến dịch chiến lược khóa 12, Học viện Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, trưởng đoàn đã có buổi tọa đàm về quốc phòng, quân sự tại Đồng Nai. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cơ quan quân sự các địa phương đã tham mưu cấp ủy, chính quyền trong tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác phối hợp giữa quân sự và công an, thực hiện giao ban hàng quý theo tinh thần Nghị định 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, chủ động kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đánh giá cao và bày tỏ cảm ơn đối với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong việc hỗ trợ cho đoàn thực tế tọa đàm tại Đồng Nai, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, trong thời gian qua, kinh tế xã hội Đồng Nai luôn trong top đầu của cả nước, chính trị xã hội ổn định, an sinh được đảm bảo, đều có đóng góp to lớn của công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đặc biệt là tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ vững chắc, thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là thế trận lòng dân, củng cố, nên huy động sức mạnh vào sự phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh còn thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh, tạo sự đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, dân chủ, chăm sóc tốt đời sống cán bộ chiến sĩ. Đây là những bài học quý mà chuyến công tác thực tế đoàn cán bộ giảng viên nghiên cứu vận dụng trong học tập và thực tiễn công tác sau này. Thưa quý vị, nhân dịp Tết cổ truyền Chôn Trân Nam Thơ Mây, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7 đã về với đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Định Quán để chung vui và tặng quà Tết cho người dân sinh sống trên địa bàn. Trong những ngày Tết cổ truyền Chôn Trân Nam Thơ Mây của đồng bào Khmer tại huyện Định Quán, người dân cũng đang sửa sang nhà cửa để đón cái Tết ấm áp tươm tất. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh và huyện luôn thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc Khmer, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào phát triển kinh tế gia đình, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Những năm qua, lực lượng vũ trang quân khu cùng với các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh phối hợp chung tay cùng với địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hỗ trợ đồng hành cùng đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, đồng thời triển khai xây dựng các công trình dân sinh, góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo nên diện mạo mới cho quê hương. Nhân dịp Tết cổ truyền Chôn Trân Nam Thơ Mây,
lãnh đạo địa phương cũng rất quan tâm tới cái công tác tổ chức lễ Tết của bà con. Thì trong thời gian qua thì đã tạo điều kiện hỗ trợ cho bà con xây dựng nhà truyền thống dân tộc Khmer để có nơi là cho bà con sinh hoạt và tổ chức cái lễ Tết. Rồi bên cạnh đó thì cũng quan tâm tới những người dân tộc Khmer là có hoàn cảnh khó khăn. Thì trong thời gian qua cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của cấp tỉnh đã tổ chức trao tặng 200 phần quà cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Dạ. Dạ. Còn gì nữa không chị? Ngoài ra thì cũng phối hợp với các ngành để hướng dẫn cho bà con tổ chức lễ hội được chu đáo và an toàn tiết kiệm. Chung vui trong ngày Tết cổ truyền của người dân, Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 gửi lời thăm hỏi và lời chúc đến các vị sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tại tỉnh Đồng Nai đón Tết trong thân am thơ mây năm 2024 vui vẻ, đầm ấm, đoàn kết và hạnh phúc. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai và cấp ủy chính quyền địa phương huyện Định Quán đã trao nhiều phần quà thiết thực tặng 50 hộ gia đình người Khmer có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên địa bàn. Trời ơi, hôm nay là cái ngày Tết cổ truyền Chu Chín Năm Thơ Mi của bà con dân tộc Khmer. Riêng tôi cũng được một phần quà của các vị lãnh đạo từ cấp tỉnh xuống và rồi quân khu 7 xuống tặng quà. Thì tôi thấy thay mặt cho bà con dân tộc Khmer là như vậy được sự quan tâm của nhà nước và chính quyền địa phương hỗ trợ và giúp đỡ. Điều kiện là một, hai nữa là cái tinh thần để cho bà con người Khmer sống ráng cố gắng phấn đấu tất cả trong cái đời sống. Hơn nữa là có cái sức mạnh thêm coi như sự quan tâm của quý vị đó. Thì tôi lấy cái này là làm một cái niềm vui và cũng xin chúc cho tất cả các vị lãnh đạo coi như là luôn luôn sức khỏe và mọi công việc cứ tiếp tục thêm làm cho bà con dân tộc Khmer coi như có cái niềm tin tưởng nhiều hơn. Thời gian tới thì cũng sắp đến cái Tết cổ truyền của người đồng bào dân tộc Khmer, thì được sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên cũng như là chủ trương của cấp ủy chính quyền địa phương thì Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự chúng tôi đã làm tốt công tác tham mưu, đặc biệt là cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ đoàn của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, rồi đoàn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, rồi đoàn của cấp ủy chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể đã tổ chức thăm tặng quà cho bà con nhân dân đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Và qua đây thì cũng giúp cho Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện chúng tôi là cùng đồng hành với cấp ủy chính quyền địa phương và đặc biệt là cùng với bà con nhân dân trên địa bàn, đồng bào các dân tộc trên địa bàn là tăng thêm cái sự đoàn kết các dân tộc trên địa bàn và giữ gìn tốt an ninh trật tự và trật tự chính trị trên địa bàn, giúp cho Đảng ủy Ban Chỉ huy và địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng bào Khmer đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí vươn lên trong cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống yêu nước, để cùng các cấp, các ngành, chính quyền địa phương quyết tâm vượt mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương. Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, Trung đoàn 209, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 tổ chức huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên cho 130 đồng chí. Đây là đối tượng được bồi dưỡng huấn luyện cán bộ khung B và chuyển loại quân sự dự bị động viên với 3 chuyên ngành vận tải, phòng không, thông tin. Trong thời gian 1 tháng, các quân nhân dự bị được huấn luyện một số kiến thức cơ bản về nghệ thuật quân sự Việt Nam, nội dung chuyên ngành pháo phòng không, công tác quân sự địa phương, công tác hậu cần kỹ thuật. Những nội dung cơ bản về tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống quân đoàn 4, sư đoàn 7 và đơn vị, nắm bắt cập nhật tình hình thông tin thời sự, bồi dưỡng phương pháp soạn thảo, thuật luyện giáo án, bài giảng, phương pháp huấn luyện, các nội dung chiến thuật, phương pháp tổ chức huấn luyện, điều lệnh đội ngũ, thể lực, nội dung phương pháp công tác trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Thông qua đợt huấn luyện nhằm bồi dưỡng cho các quân nhân dự bị, chuyển loại quân sự và đội ngũ cán bộ khung B, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quản lý chỉ huy, trình độ kỹ chiến thuật, chuyên ngành phòng không, năng lực công tác quân sự, quốc phòng, công tác hậu cần kỹ thuật. Trên cơ sở đó, vận dụng tốt vào chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng dự bị động viên ngày càng vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ,
góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngày 16 tháng 4 vừa qua, tại Lữ đoàn 26 Quân khu 7, cụm 4 lực lượng vũ trang Quân khu 7, tổ chức khai mạc giải thi đấu bóng đá bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Giải đấu diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4, có 6 đội tham gia gồm Lữ đoàn 26, Lữ đoàn 25, Lữ đoàn 75, Lữ đoàn 77, Lữ đoàn 23 và Trường bắn quốc gia khu vực 3. Các đội thi đấu theo hình thức vòng tròn tính điểm. Ban tổ chức chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất để thi đấu chung kết ở cả môn bóng đá và bóng chuyền. Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Văn Nhật, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 26, đơn vị cụm trưởng đăng cai tổ chức giải đấu, yêu cầu các đội tham gia giải thi đấu chấp hành nghiêm điều lệ thi đấu và quy định của ban tổ chức. Các trọng tài làm việc công tâm, trách nhiệm, khách quan, các cầu thủ nêu cao tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, bàn thắng đẹp. Giải đấu nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của quân đội, đồng thời thúc đẩy phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua giải đấu thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào hoạt động thể dục thể thao giúp các đơn vị trong cụm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là cơ sở để ban tổ chức tuyển chọn vận động viên có chuyên môn và thể lực tốt vào đội tuyển của quân khu tham gia giải thi đấu do Bộ Quốc phòng tổ chức. Thưa các đồng chí và quý vị, trong tuần qua, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Trường Sĩ quan Lục quân 2, Bệnh viện Quân y 175 phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ quân đội năm 2024 khu vực phía Nam. Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện do Tổng cục Chính trị phát động, những năm qua tuổi trẻ toàn quân nói chung, tuổi trẻ Trường Sĩ quan Lục quân 2 nói riêng luôn tích cực tự giác tham gia với tâm nguyện thương người như thể thương thân, một người vì mọi người, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Đã thu hút hơn 600 cán bộ, học viên, nhân viên và chiến sĩ nhà trường tham gia. Đây là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện trách nhiệm xã hội của cán bộ, học viên, nhân viên và chiến sĩ nhà trường, góp phần quan trọng trong công tác điều trị bệnh nhân là các thương, bệnh binh, đồng chí, đồng đội và nhân dân tại các bệnh viện trong quân đội, tiếp tục khẳng định lan tỏa hình ảnh, bản chất tốt đẹp, bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động thường xuyên của thanh niên quân đội. Và Trường Sĩ quan Lục quân 2 là một trong những đơn vị tham gia rất tích cực cái hoạt động này để cho cán bộ đoàn viên của nhà trường cũng như cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường tích cực tham gia cái hoạt động hiến máu tình nguyện. Thì chúng tôi sẽ làm tốt cái công tác tuyên truyền giáo dục để mọi người hiểu được hiến máu tình nguyện nó là một nghĩa cử cao đẹp, là trách nhiệm của mọi người đối với cộng đồng. Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện do Tổng cục Chính trị phát động, những năm qua tuổi trẻ toàn quân nói chung, tuổi trẻ Trường Sĩ quan Lục quân 2 nói riêng luôn tích cực, tự giác, tham gia với tâm nguyện, mỗi giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại, góp phần tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân là các thương, bệnh binh, đồng chí, đồng đội và nhân dân trong toàn quân đội, khẳng định, lan tỏa hình ảnh, bản chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào, cùng cảm xúc có phần lo lắng và hồi hộp. Vì đây là lần đầu tiên tôi được tham gia hiến máu. Đồng thời, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi biết rằng máu của tôi và các bạn đoàn viên thanh niên đang được hòa vào sự sống của một ai đó đã từng tuyệt vọng vì thiếu máu điều trị. Tôi thực sự thấm sâu hơn câu nói, hãy cứ cho đi và bạn sẽ nhận lại nhiều hơn. Chỉ trong buổi sáng, Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận hơn 500 đơn vị máu từ cán bộ, học viên, nhân viên và chiến sĩ đang công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân 2. Hoạt động hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân đạo cao đẹp, được cán bộ, học viên, nhân viên và chiến sĩ nhà trường thường xuyên hưởng ứng và tham gia. Tin tưởng rằng với tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, cùng với tuổi trẻ cả nước và toàn quân, mỗi tổ chức đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên Trường Sĩ quan Lục quân 2 sẽ luôn sẵn sàng và hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện với những đơn vị máu chất lượng tốt nhất. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề Quốc phòng toàn dân trên kênh truyền hình Tiếng Nói Đồng Nai của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các đồng chí và quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.